đô thị mới các bạn luôn luôn thấy là người ta sẽ đi ra ngoài phía ngoại ô và chọn những đất thật sự là trống trải để mà bắt đầu làm một cái quy hoạch mới hoàn toàn thì lúc đó tất cả mọi thứ nó đều làm được là mới và chi phí đền bù giải tỏa nó thấp thì đấy chính là nguyên tắc để mình đầu tư người già người ta cần một cái không gian sống nó chất lượng và cái đường nhỏ này những nhà tập thể đó chỉ dành cho công nhân thuê để làm việc ở gần gần đó thôi ví dụ như quận 1 nè mình cũng sẽ có những cái hẻm như vậy thì các bạn nghĩ trong đó có người giàu ở không hay là chỉ là người lao động thôi người giàu người ta sẽ không ở trong những cái hoàn cảnh như vậy người ta sẽ chọn những cái nơi nào rộng rãi thoáng mát và các bạn hãy nhớ nè người giàu ở đâu thì bất động sản ở đó lên giá cho nên họ không quan tâm là ở gần trung tâm hay không quan tâm là họ tập trung ở đó thì bất động sản ở đó tự nhiên lên giá thôi cho nên hãy mua nơi nào mà người giàu hay lưu tới đó là một nguyên tắc rất là quan trọng trong bất động sản trong đầu tư bất động sản ví dụ như các khu vực sân gôn nè, có phải những cái ông giàu có hay lưu tới sân gôn không? Bản thân mình mua bất động sản thì mình sẽ chọn lựa những cái bất động sản mà có nó có những cái thông tin về quy hoạch, ví dụ như là à, có một cái trường học, nó có yếu tố về quy hoạch hạ tầng. Khi mà có sự thay đổi về hạ tầng thì mới có sự thay đổi về giá trị bất động sản. Bất động sản cho chúng ta những cái gì? Rồi, thứ nhất nó sẽ tăng giá nếu mình mua đúng thời điểm. Thứ hai nó sẽ tạo cho mình dòng tiền nếu mà nó là bất động sản có thể khai thác. Thứ ba nó cho mình thương hiệu. Câu này là sao? Nó cho mình thương hiệu, nó cho bạn thương hiệu. Ví dụ như một người ở Vinhome, Central Park, một người ở Vinhome, Ba Son, một người ở Aqua City thì nó cho mình cái thương hiệu là những người giàu. Chúng ta đi ra ngoài hoặc là kể cả hàng xóm của mình nhìn thấy mình là họ biết mình là người giàu. Nó cho mình thương hiệu. Thật sự là như vậy, cái nơi mình ở nè, những cái mối quan hệ của mình nó cho mình thương hiệu. Tiếp theo là nó cho mình sự an tâm và tự tin khi chúng ta có bất động sản ví dụ các bạn bây giờ 60 tuổi các bạn về hưu đi chúng ta có khoảng năm sáu cái nhà cho thuê thì mình có an tâm không Rồi khi mình ra đường mình có tự tin không đó chính là cái giá trị bất động sản mang lại nó mang lại cho mình sự an tâm vững vàng và sự tự tin con cháu nó có dám hỗn láo với mình không hỗn thì mình đâu có cho nó đâu tiếp theo nữa là nó có tính thừa kế mình có thể cho con cháu của mình tiếp theo là hưởng thụ cuộc sống một cách thực thụ khi chúng ta có bất động sản chúng ta có dòng tiền chúng ta có tài sản chúng ta có những cái giá trị đó thì mình bắt đầu mình có thể hưởng thụ cuộc sống một cách đích thực mình sẽ không đi làm vì tiền nữa mà mình đi làm vì cái mình yêu thích công việc đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa mình cảm thấy nó cho mình những trải nghiệm mình cảm thấy hứng thú với nó và bất động sản cho mình cái việc hưởng thụ một cuộc sống thật thụ và giàu có bền vững